Vàng đã chịu áp lực suy giảm vào ngày hôm qua sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu CPI cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng, cùng với thị trường lao động mạnh mẽ đã khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giảm xuống, qua đó gây áp lực giảm lên giá vàng. Theo đó, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 3 tăng 0,4% so với tháng 2 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng 3 của Mỹ cao hơn dự báo của các chuyên gia trước đó khi dự báo chỉ tăng lần lượt là 0,3 và 3,4%. CPI tháng 3 cũng cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng 2, cho thấy lạm phát đã tăng tốc trở lại. Báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo được đưa ra khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tỏ ra thận trọng về xuống chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và có thể khiến cho Fed tiếp tục trì hoãn trong các quyết định hạ lãi suất để đảm bảo cho nền kinh tế Hoa Kỳ không rơi vào suy thoái, tăng trưởng trở lại trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy khó khăn. Hiện tại, các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 và tin chắc rằng chỉ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Về tin tức của ngày hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI của Hoa Kỳ và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố vào lúc 19 giờ 30 phút. Chỉ số PPI đo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa dịch vụ được các nhà sản xuất bán ra, tức là lạm phát theo giá bán sỉ. Hiện tại, theo dự báo của các chuyên gia, PPI giảm từ mức 0,6% xuống mức 0,3%. Nếu các dữ liệu yếu hơn kỳ vọng, vàng sẽ được hỗ trợ tăng. Ngược lại, nếu các dữ liệu tiếp tục vượt kỳ vọng, vàng có thể đối mặt với áp lực suy giảm. Và tối nay, vào lúc 19 giờ, mình sẽ mở livestream trực chiến Scalp Vàng. Mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bên cạnh đó, tài khoản CopyTrade của Easy bên mình vẫn chạy ổn định. Hiện tại thì lợi nhuận 3 tháng đầu năm đã đạt trên 70%, tương đương với mỗi tháng lời hơn 20%. Điểm rủi ro của tài khoản Master bên mình được hệ thống Xnet đánh giá là 2 trên 10, tương đương với mức rất an toàn. Đây là thông số mà chỉ có hệ thống của sàn mới đánh giá được, không ai có thể can thiệp được. Hiện tại đã có 131 nhà đầu tư vào CopyTrade của EasySignal. Các bạn muốn có thêm một kênh đầu tư ngoài việc tự chơi hàng ngày, có thể liên hệ với admin bên mình để lấy link tham khảo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang biểu đồ phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, xuống chủ đạo của vàng vẫn đang là xuống uptrend, giá di chuyển trong kênh tăng giá song song. Sau khi chạm biên giới của kênh giá ở quanh ngưỡng 2320, vàng đã có nhịp bật tăng lên quanh ngưỡng 2346. Với đà tăng nóng của vàng, kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục có nhịp điều chỉnh trong ngày hôm nay. Trên biểu đồ H1, giá đã phá qua MA20, biểu đồ histogram dương và đang dốc dần, cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã cắt lên trên mốc 50. Vàng có triển vọng tiếp tục mở rộng đà tăng lên test lại trend line giảm giá ở quanh ngưỡng 2351-2354, hợp lưu với đỉnh cũ giá đã phá qua. Nếu vàng tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu đầu chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán xuống với vàng. Với chiến lược mua, có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò khi vàng tiếp cận biên dưới của kênh giá quanh khu vực 2330-2332, mua chính khi giá tiếp cận lại hỗ trợ liền kề quanh khu vực 2318-2322 trong nhịp này. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh bán vàng quanh khu vực 2350 đến 2354, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 2330 đến 2332 và mua chính quanh khu vực 2318 đến 2322 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho các bạn ở trên group VIP. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.